Chào các bạn, trong loạt clip hôm nay tôi chỉ nói về đẳng cấp thôi. Tại sao tôi nói về đẳng cấp? Vì cái thì mình phân biệt người này với người khác chính là đẳng cấp, đúng không? Bạn mua một cái mặt hàng bình thường với một mặt hàng hàng hiệu chẳng hạn, lý do tại sao bạn lại mua cái này, tại sao bạn dùng không mua cái kia, đúng không? Thì đấy là cái câu chuyện là gọi là về đẳng cấp. Trong cà phê cũng thế. Trước đây thì tôi cũng thích cà phê, và lúc nói chuyện với các bạn thì ai đến đây tôi tiếp khách thì mình có cái câu chuyện mình nói, đúng không? Tại vì cũng có phải ai cũng thích về phong thủy đó. Có thể pha trà, có thể cà phê, nhưng sau đấy thì tôi chọn cà phê. Trà thì nó cũng có nhiều cái nhưng nó chưa có cái chuẩn mực cụ thể như cà phê. Và khi học được cà phê thì mình thấy nó có những cái chuẩn mực, chẳng hạn là đấy, chuẩn mực này, ví dụ đây là tí nữa tôi phải nói nhân viên của mình là rửa thìa mà vứt vào luôn cái thìa ướt vào cái chỗ thìa khô, làm tôi cầm nhầm cái thìa ướt. Đấy cũng là một cái chuẩn mực, thì người ta không được đào tạo bài bản, không có đẳng cấp thì giống như tôi nói, mình sẽ uống cà phê đều. Và mình chuyên gia đẳng cấp thì việc gì mình phải đi uống cà phê đều, đúng không? Nó cũng hạ cái trình độ và nhiều thứ của mình xuống. Lát nữa tôi sẽ nói kể về đẳng cấp thầy phong thủy khác với thầy phong thủy vườn như thế nào. Mình phải nâng tầm cái cuộc sống của mình lên, và ngay cả trong cái thưởng thức cũng thế. Uống cà phê chúng ta chỉ nên uống cà phê đặc sản thôi các bạn ạ. Cà phê nó chuẩn mực, chứ chúng ta uống cà phê vườn, cà phê lỗi, cà phê bỏ đi rồi bảo ngon lắm, đậm lắm thì đấy là một cái rất dở. Trong những clip khác tiếp theo tôi sẽ nói về cái quy chuẩn của cốc cà phê tỷ lệ vàng các bạn nhé. Tỷ lệ vàng nghĩa là bạn pha chế ra cái cốc cà phê mà có thể đi thi đấu đạt chuẩn quốc tế, có thể đoạt giải bàn tay vàng trong làm pha chế. Thì chúng ta có những cái công thức, cái chuẩn mực mà có thể ấy được, có thể đánh giá, có cả máy móc đánh giá được cái cốc cà phê có đạt chuẩn hay không. Thì lúc đấy các bạn sẽ biết là lý do không nên uống cà phê phin, vì nó không đạt chuẩn, và cái pha chế nói đúng ra không bao giờ đạt chuẩn. Một cái cốc cà phê ngon là nó phải có đầy đủ những cái tiêu chí đánh giá về hương, về vị, về body. Và cái cà phê phin của chúng ta thì chỉ có đắng, có đắng gắt, khó chịu của cái khói thế thôi, nó không đủ những cái tiêu chí, không có những cái tiêu chí để đánh giá. Và như hôm qua tôi đã thử pha rất nhiều cách khác nhau thì cái pha phin của chúng ta luôn bị under, có nghĩa là trong cái chiết xuất là nó không đạt yêu cầu. Tôi sẽ lấy máy đo, thực ra cái máy đo nó hơi đắt nhưng mà thôi, tôi sẽ mua về và đo cho các bạn thấy cái thang điểm, cái quy chuẩn quốc tế về cái cốc cà phê tỷ lệ vàng như thế nào. Sau đấy tôi sẽ đi 4-5 quán về cà phê Việt quanh cái khu tôi sống, tôi đo cho các bạn xem là người ta đang cái mà mọi người đang uống khen ngon thì nó không đạt chuẩn như thế nào. Đấy, các bạn mới thấy là tại sao chúng ta lại cứ phải đi uống những thứ không đạt chuẩn, đúng không? Không đạt chuẩn mà lại cứ khen là ngon, thế mới lạ.
khi các bạn pha cà phê chuyên nghiệp thì các bạn nhìn cái lượng nước, nhìn cái thời gian nó chảy xuống, các bạn đã biết là cái việc pha chế chiết xuất cà phê của mình đạt yêu cầu hay không. Cái việc đo đạc là cái cà phê theo như tôi nói là tỷ lệ vàng cốc cà phê Golden Cup ấy, Golden Cup Coffee là nó có máy đo, nhưng mà như hôm trước tôi xem trên mạng là nó mất khoảng 12-13 triệu, nên là tôi chưa mua, chưa đầu tư được. Để chắc phải sang tháng tôi sẽ đầu tư về để cho các bạn xem thấy là cái tại sao chúng ta nên uống cà phê nguyên chất và pha chế thủ công như thế này, nó mới ngon, mới đạt chuẩn và đảm bảo cái yêu cầu sức khỏe của chúng ta. Ngay cả cách pha chế làm sao để cho những cái bột mịn nó nổi lên trên, nó không đọng xuống dưới ảnh hưởng đến cốc cà phê, cũng là một cách đơn giản. Đây là cái cốc cà phê Ý. Cà phê Ý thường nó sẽ thích hợp làm espresso hơn. Tuy nhiên là tôi thích uống theo kiểu pha phin giấy V60, người ta gọi là V60. Tôi pha chế cốc cà phê và nói về pha chế đẳng cấp của người uống cà phê. Cà phê hay là pha chế nó cũng cần đẳng cấp mà. Chúng ta uống thì nên uống cà phê nguyên chất. Như tôi cũng có nói trong clip trước, hôm tôi vào Đà Lạt tôi hỏi bảo học viên của mình dẫn đến mấy trang trại, họ bảo không uống được nguyên chất đâu thầy ơi, nó nhạt lắm, phải uống cà phê pha cơ. Sau câu nói này tôi không nói chuyện, tôi không nhắn bất cứ một tin nhắn nào nữa, tại vì là tự nhiên là cái gì mình hạ cái đẳng cấp của mình xuống. Mình biết cà phê nguyên chất ngon hơn, đúng không? Ngon hơn, có lợi cho sức khỏe hơn, nhưng mà mình chưa biết thưởng thức, chưa biết thưởng nếm thì mình phải đi học. Chứ chúng ta không thể nói một cái câu là cà phê nước ngoài nhặt toẹt, cà phê của chúng ta mới đậm. Tức là cái lòng tự trọng, tự tôn của chúng ta cao quá, làm cho chúng ta không hiểu về cà phê. Đấy mà là một điều cực kỳ nguy hại. Nên là tôi mới đầu năm tôi mới bỏ gần 50-60 triệu trong một cái clip tôi có nói, thì tôi sẽ ghép ở phần sau cho các bạn thấy là tôi từ đầu năm đến giờ tôi đầu tư mấy chục triệu chỉ để học về mỗi cái thưởng nếm và pha chế đầu tư cái cà phê này các bạn. Và tôi cũng thấy một cái là người ta dạy thì người ta kéo dài cái thời lượng ra nhiều quá, có những thứ hay là chỉ cần lớp cơ bản nói rồi lên lớp nâng cao người ta vẫn dạy lại cái nội dung y hệt như vậy, mất mấy chục triệu một khóa, khóa cơ bản là 6 triệu, khóa nâng cao thì từ 12-15 triệu, khoảng 21 triệu một khóa. Khóa thưởng nếm cà phê này, khóa pha chế máy này. Tôi tiếp tục đi học cà phê các bạn. Tôi như đã nói là đầu năm tôi mặc dù chỉ là lĩnh vực giải trí, gọi là đúng theo kiểu giải trí, nhưng mà khi phát hiện ra là người Việt chúng ta đang uống cà phê độc hại rất nguy hiểm, trong khi là một đất nước xuất khẩu cà phê rất lớn nhưng mà chúng ta lại không biết thưởng thức cà phê đặc sản, cà phê nguyên chất, đấy là điều nguy hiểm. Nên là mà lúc đầu đọc những cái bài viết của nhiều blog viết trên mạng, làm YouTube trên mạng về cà phê, mình thấy rất ngưỡng mộ sao người ta hiểu thế. Nhưng mà
Nhưng khi mình đi học mới phát hiện ra là người ta cũng chỉ là kinh nghiệm chuyển nhau chứ không ai có cái nền tảng cơ bản. Và khi và đến lúc tôi biết là khi học thì mới biết là những cái người có kiến thức nền tảng người ta giỏi người ta lại không chia sẻ cơ, tại vì người ta bán khóa học mà người ta chả chia sẻ, người ta bảo kệ, ai học thì biết mà không học thì thôi. Là tôi mình nghĩ đến cũng đúng là thị trường nào cũng thế, cũng giống như phong thủy thôi. Tức là trước đây thì mình biết rất nhiều về sai trong dân gian, mình kệ dân gian tuyên truyền. Nhưng mà thực ra là kể cả khi mục tiêu của tôi ra nước ngoài học phong thủy về để giảng dạy thì cũng như muối bỏ bể thôi các bạn ạ. Một mình tuyên truyền không thể lại được một lô những thầy trong dân gian. Sáng hôm qua tôi đi học cái lớp gọi là thai sản các bạn. Đấy, tôi đàn ông, tôi đưa vợ đi học lớp thai sản. Có rất nhiều điều bất ngờ, rất nhiều lạ. Nhiều điều lạ tức là có những cái kinh nghiệm dân gian nó sai lầm, bác sĩ tuyên truyền. Mà đến ngay cả các bác sĩ cũng bảo là họ tuyên truyền như muối bỏ bể, không lại được với dân gian. Có những cái kiến thức mà dân gian tuyên truyền rất sai, nhưng mà họ ra sức nói kiểu gì thì các cụ nhà ta không ai chịu hiểu, cứ vẫn là theo những cái phong tục nó không chính xác, chuyển đời này đến đời khác. Và đến khi mình đi học về thai sản, mình mới hiểu là à, hóa ra là rất nhiều thứ mọi người cũng gọi là đồn nhau, truyền nhau, chả có một cơ sở gì cả. Hóa ra là trong lĩnh vực nào cũng thế các bạn, trong phong thủy cũng thế, trong cà phê cũng vậy, trong y học hiện đại cũng vậy. Tức là lĩnh vực nào cũng chúng ta cũng dựa theo những cái hiểu biết nó chưa đầy đủ, người này cứ truyền người kia. Một nhóm mà 6-7 người vào uống cà phê mà 4 người khen ngon thì 2 người kia cũng sẽ khen ngon theo. Tức là chúng ta không có cơ sở, tức là thấy mọi người khen ngon thì chúng ta cũng sẽ khen ngon. Và chúng ta cũng định hình cái gu ngon của chúng ta theo những cái người còn lại. Tức là chúng ta không có kiến thức để phân tích. Đấy là điều rất nguy hại. Là đầu năm tôi quyết định bỏ mấy chục triệu rồi đi học những cái lớp nâng cao cao cấp tương đương với chuyên gia của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới. Mình đã không hiểu thì thôi, mà đã hiểu thì phải hiểu cho nó ngọn ngành. Hôm nay là tôi học về brew nâng cao các bạn, tức là chiết xuất cà phê thủ công. Có chiết xuất máy, có chiết xuất thủ công. Tôi học chiết xuất cơ bản, tôi đã thấy ngoài thị trường rất nhiều các cái blog người ta đã viết không chính xác rồi. Nên là tôi đóng tiền rồi học nâng cao luôn. Đi một ngày đàng học một sáng khôn, và chả có gì, mình học với chuyên gia là chuẩn nhất. Đỡ phải nghe những cái thông tin nó không chính xác ở trên mạng, hoặc là những tuyên truyền người này truyền người kia nó không có nền tảng. Cái việc hiệu chỉnh ra cái cốc cà phê ngon, nếu chúng ta không hiểu chúng ta sẽ hiệu chỉnh nó lung tung. Bình thường tôi đi học thì một khóa cơ bản là 6 triệu, khóa nâng cao thì tùy khóa nó khoảng 13 đến 15 triệu tùy khóa. Như vậy là một khóa, một cái môn về chiết xuất thủ công của Rio là 21 triệu. Chiết xuất máy các bạn nhân lên rồi thường nếm cà phê. Đấy, nói chung tính ra là coi như 60 triệu. 60 triệu còn chưa kể công sức mình đấy, ngày nào cũng chạy xe 20 cây như này, 20-30 cây, mất 30-45 phút, thậm
chí là cả tiếng nếu tắt đường. Thì đầu tư nhiều vào như vậy thì tôi mới phát hiện ra là mình biết sớm thì mình biết một cái, tất nhiên đây không phải là lĩnh vực để mình kinh doanh, nhưng mà mình biết sớm thì mình thêm một cái kiến thức khá thú vị, mà như ông thầy nói là 95% người Việt Nam không quan tâm, không hề hay biết, mặc dù đây là đất nước của xuất khẩu cà phê cũng lớn trên thế giới. Tôi cũng chưa xem kỹ lại lớn thứ bao nhiêu, nhưng mà cái người biết uống thì lại đếm trên đầu ngón tay. Đấy là lý do tại sao là mấy ông nước ngoài ông ấy sang Việt Nam, ông mở trung tâm đào tạo, ông ở đây là một cái thị trường rất lớn, có ai biết đâu. Cái người hay thì rất giỏi, ai cũng hay, nhưng mà thực sự hiểu thì không có. Nên là mình đi làm công đức thôi, mình học 60 triệu, mình thấy từ chỗ tôi lên mấy chục cây không ai hiểu, tôi dạy lại, tôi thu phí 1 triệu thôi, rất là rẻ, đúng không? Mình không dạy kỹ như ở trung tâm, 4-5 ngày mình dạy 1 ngày thôi, cho mọi người hiểu thế nào là cà phê, đúng không? Chứ dạy miễn phí mà người không tin đâu, mọi người bảo làm gì có học miễn phí, làm gì cho nó mệt người. Không thể tin là cái ông miễn phí mà dạy 1 triệu chưa chắc mọi người đã học. Đấy nên là học viện cà phê đặc sản mà muốn mở ở Việt Nam mà dạy mấy chục triệu thì khó. Đấy, ngay những cái khóa tôi học này là mấy tháng họ mở được một khóa và chỉ có 2 người học, với mình với một người nữa chả biết ai. Khóa trước về chiết xuất cà phê thì có một ông người Malai sang đang ở Việt Nam công tác, thì vì thích cà phê nên học, mình cũng thế, thích cà phê nên học. Tỷ lệ người học rất ít các bạn, nên là đấy là lý do tại sao mà 95% không biết gì cả. Barista này, khóa pha chế chiết xuất thủ công brew này. Đấy, các bạn cứ nhân lên mấy môn tôi học thì nó là mấy chục triệu. Nhưng mà tôi thấy là mọi người biết ít quá, có thể là do cái chi phí học đắt quá nên là mọi người không tiếp cận được. Nên là tôi sẽ dạy về cà phê. Tôi từ cái clip này tôi nói tôi sẽ dạy về cà phê, và đi học mất ngần đấy tiền thì tôi dạy chỉ trong một ngày với 1 triệu thôi, rất là rẻ. Chủ yếu là ai đến học thì mọi người trả cái phí mua cà phê thì thế thôi, là khấu hao vật liệu. Còn mục đích chính là tôi dạy để hướng dẫn cho mọi người biết về cà phê và biết cách chiết xuất. Tất nhiên trên mạng thì tôi cũng có hướng dẫn, nhưng mà tôi sẽ mở riêng để tôi tìm những cái người cùng sở thích. Tại vì mình không thể bảo là bạn đang uống cà phê Việt mà tôi bảo sang uống pour over, chắc chắn bạn sẽ không thích những cái kiểu pha chế này. Sáng nay có anh khách đến, tôi mang ra tôi định mời, thì anh bảo anh không uống cà phê, nên là thôi tôi không mời. Đến bây giờ gần trưa rồi tôi mới có thời gian đi ra pha cà phê và để nói chuyện. Thì đấy, mình uống cà phê nó đẳng cấp như này. Và clip sau thì tôi sẽ nói về cái đẳng cấp của thầy phong thủy nữa các bạn. Làm cái gì mình cũng phải có đẳng cấp khác biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.